Chào các bác nhá. Chào mừng anh em đến với kênh YouTube của shop Ngọc Ánh, shop Tân Ánh nhá. Các bác nào mới truy cập kênh thì vui lòng bấm vào nút đăng ký kênh và bấm vào cái chuông bên cạnh luôn để các bác nhận được những thông báo mới nhất về video giới thiệu sản phẩm đến các bác nhá. Trong chương trình hôm nay xin giới thiệu với các bác đó là cái mẫu ống nhòm du lịch, ống nhòm săn ong, nói chung là ống nhòm hai mắt nhá. Mọi thông tin về sản phẩm, tư vấn, đặt hàng thì các bác vui lòng liên hệ với lại các số điện thoại của shop nhé. Các bác gọi số này không được thì gọi số khác. Hàng thì luôn luôn là ship COD đi toàn quốc cho anh em. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng xong thanh toán tiền trực tiếp cho người giao hàng nhé. Đấy. Các bác tạm dừng màn hình lại một chút để lấy số điện thoại liên lạc với shop nhé. Shop Tân Ánh, shop Ngọc Ánh nhá. Rồi. Giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết của cái bộ ống nhòm này nhé. Đây các bác, đây là cái bao bì của nó nhé. Ống nhòm này là hàng cũng đắt tiền đấy, không phải hàng rẻ nhá. Bao bì này. Đấy. Cái này thì đảm bảo với các bác là hoàn toàn là made in China rồi. Nhưng mà nó là made in China, hàng Trung Quốc Trung ương nhá, hàng loại 1 đấy. Đấy các bác nhá. Đây là cái bao bì của nó đây. Giờ đến bên trong thì các bác cùng khám phá xem những cái phụ kiện gì trong này nhá. Đầu tiên đó là cái túi da. Túi bằng da nhá cho các bác đeo này. Trong này thì có tờ giấy thông số của sản phẩm này nhá, catalog các thông số sản phẩm. Cái này chủ yếu là tiếng Anh thôi, các bác biết ngoại ngữ các bác sẽ dịch ra tiếng Anh nhá. Thì đây là cái bao đeo, cái túi đeo của nó nhá. Cái túi đeo này sẽ có quai, có quai cho các bác. Các bác lấy rộng cái quai này lên nhá, các bác lấy rộng quai này lên. Các bác sẽ đeo lên vai này. Đấy, các bác đeo vai khi các bác đi rừng ấy, đeo vai như này nhá. Đây là cái túi đeo, túi đeo của ống nhòm này. Tiếp theo bên trong mới là cái ống nhòm. Đây, ống nhòm này. Đây, các bác cùng quan sát nha. Đây là ống nhòm này. Thì trong này nó sẽ đi theo thêm cho các bác, đó là một cái dây đeo. Một dây đeo như này để các bác cài xuống phía dưới này, có hai rãnh này để mình đeo vào cổ. Còn trường hợp cái dây đeo này mà hỏng thì các bác sẽ phải tự thiết kế nhá. Một cái miếng khăn, miếng khăn để giúp lau ống kính nhá, miếng khăn để giúp lau ống kính nha các bác nhá. Tiếp theo đây là phần chính của ống nhòm này, phần chính của ống nhòm phía trước là con lắp chắn bụi ở phía trước nhá, đã dùng phía trước này. Đây, các bác lấy ra hai cái dính nhau như này. Đấy. Còn cái phía trước ống kính như này, đây là phía trước mắt nhòm, đây là phía trước mắt nhòm. Phía trước ống kính là có hai nắp bịt để chắn bụi luôn, chắn bụi luôn. Cái này mà các bác có muốn nó giữ lại, các bác về tự thiết kế dây. Cái này này không làm thiết kế dây cho mình, chỉ có nắp bịt như này thôi nhé. Nắp bịt như này. Và ống nhòm này là ống nhòm màu đen các bác nhé, chỉ duy nhất một màu đen như này thôi. Hiệu của nó đây này, Alkenda. Alkenda chỉ qua là nó nhái cái thương hiệu tên nước ngoài chút thôi, nhưng thực ra nó là hàng Trung Quốc, Alkenda nhá. Còn thông số kỹ thuật của nó là ống nhòm này là 12 x 60. Đấy. Cái cự ly nhòm của nó là tới 1000m. Đấy. Nói chung là cái này là nhìn rất là xa, ảnh rất là nét nhé các bác nhé. Thế đây là ống nhòm đen. Cái mẫu này thì tiền cũng khá là cao, nó mấy trăm nghìn nha các bác nhé. Thế còn hàng này là hàng Trung Quốc thì giá cả nó sẽ thay đổi theo từng thời điểm nhá, theo từng thời điểm lúc nhập là cái tiền chung nó bao nhiêu, hay là cái tiền cước phí vận chuyển, có nghĩa là cái tiền cước mà cước hàng qua đồi ấy các bác nhé. Hàng này toàn bộ là hàng cửa khẩu qua đồi hết thì cái cước nó dao động thay đổi thì giá nó sẽ thay đổi. Thế còn cái giá hiện tại thì bây giờ giá hiện tại của clip này tôi đăng ấy, thì nó là 700.000 nhá, 700.000 cho cái ống nhòm này. Đây là ống nhòm du lịch, ống nhòm săn ong, ống nhòm hai mắt giúp cho các bác quan sát được cả mấy cây số nhé. Thế cái này thì nó sẽ phải hơi to và hơi nặng một chút, nó chừng 500-600 gram. Thế còn bây giờ các bác bảo là có cái ống nào mà nó nhỏ, nó gọn mà nó lại nét trong không ấy, thì trả lời với các bác là không có đâu. Đối với cái loại mà nó nhỏ ngắn chừng này thôi, hàng có 400-500 nghìn thì hầu như là không dùng được. Các bác dùng vài hôm là rất là mờ và cái ảnh nó lóe. Còn cái ống nhòm này ấy, thì các bác mua hàng thì các bác được quyền xem hàng, bóc ra các bác xem ngắm nhòm, ảnh đẹp nét trong thì các bác nhận hàng, với điều kiện là các bác phải biết được dùng
phải biết đường chỉnh. Thì tất cả các bác dùng ống nhòm rồi thì cũng đã nắm được này. Đây, cái con này ấy, là cái con ốc chỉnh lấy nét, gọi là ốc chỉnh lấy nét các bác nhé. Khi các bác đưa lên trên mắt của mình thì các bác kéo sang ngang như này, mở rộng ra hoặc thấp xuống để phù hợp với hai con mắt của mình. Hai con mắt của mình thì để lên, để cái này vào mí mắt này cho nó ổn định lại này. Thì các bác sẽ lấy được cái ảnh này ở trong để nó rõ nét nhất. Thì khi đấy các bác bắt đầu mới luồn tay lên trên này, luồn trên này các bác xoay, xoay ốc chỉnh này, các bác xoay sang trái hoặc xoay sang phải. Đấy, chúng tôi đang xoay sang bên này thì là cả cái ống này nó đưa lên, cả ống nó đưa lên nhá các bác quan sát này. Đấy nhá, đây, cả ống nó đưa lên này. Đấy, các bác thấy khoảng cách này rộng hơn đúng không? Thì bây giờ tôi xoay sang chiều này lại, nó sẽ thu lại. Đấy, các bác thấy rõ cái sự thu ra thu vào nhá. Thì cái sự thu ra mà thu vào của cái ống kính này ấy, nó có nhiệm vụ đó là lấy nét hình ảnh cho các bác, giúp các bác lấy nét hình ảnh. Có nghĩa là các bác nhòm mục tiêu ở cự ly bao nhiêu mét, 50m, 100m, 200m hay là một cây số hay là cự ly xa vô cùng, thì đó là do cái ốc chỉnh lấy nét này này. Thì các bác đưa lên mắt nhìn, xong các bác xoay cái ốc lấy nét này sang trái hoặc sang phải, ở cái điểm nào mà ảnh trong nhất, sáng nhất thì các bác giữ lại. Đối với các bác mà biết dùng ống nhòm, tôi nói là biết dùng ống nhòm nhá, nhòm thử cái ống này ấy, thì khỏi phải chê luôn, không phải chê điểm gì nữa, và giá thành nó hợp lý. À, mấy hôm nữa thì sẽ có cái hàng cao cấp hơn nữa, là hàng hơn 1 triệu, gần 2 triệu ấy, tôi sẽ có hàng về. Bác nào có điều kiện chơi hàng cao cấp hơn thì mấy hôm nữa sẽ có hàng nhé. Đấy. Còn hàng này thì hàng dưới 1 triệu, đó là hàng giá trung bình, mà cam kết với các bác là dùng được, dùng ổn, chứ không phải như cái hàng 500-600 nghìn, nó rất là kém, rất là tệ, shop không còn kinh doanh nữa nhé. Đây, thì cái này là hàng lúc trước này cũng về mấy chuyến rồi, anh em dùng rất là ưng ý rồi, nhưng mà đợt này nó hết hàng hơi lâu, shop lại mới liên hệ nhập lại được cái ống nhòm hai mắt Aukenda 12x60 nha các bác nhé. Quan trọng nhất là cái vấn đề là các bác chỉnh lấy nét này. Hàng thì là ship COD nhá, COD đi toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng, không cần phải đặt cọc. Thì các bác quan trọng nhất là các bác lúc kiểm hàng, xem hàng này các bác biết chỉnh giúp tôi, biết chỉnh, biết lấy nét giúp tôi thì là rất là ưng ý nhá, là rất là ưng ý. Đấy các bác nhá, cái giá ống này là 700 nghìn cho một cái ống nhòm này. Thế còn cái vành chỉnh như này, các bác lưu ý này, bên này ấy, đó, bên tay trái này là cái này sẽ cố định, còn bên tay phải này nó sẽ xoay sang được, nó có dấu chấm trắng làm dấu này, số 0 này, trừ cộng này. Thì cái này xoay, cái này không phải là zoom đâu các bác nhá, các bác hiểu nhầm, cái này không phải là zoom đâu, cái này là các bác nó chỉnh cho cái phù hợp với cự ly mắt của mình, phù hợp với cự ly mắt của mình ấy, là mắt cận hay không cận. Thì các bác cứ xoay làm sao cho nó trong nhất thì các bác để lại, còn không thì cân bằng thì các bác cứ để nó ở số 0 đi. Đấy. Thế còn cái này nó đã tích hoạt cái độ zoom sẵn trong này rồi. Các bác ví dụ như là đưa lên nhìn ảnh, ví dụ như nhìn con chim ở cự ly 500m thì nó chỉ giống như mắt thường mình nhìn ở 20-30m thôi. Đấy, nó sẽ giúp nó kéo gần lại cho mình luôn như vậy, chứ không cần phải zoom. Đấy, như nào nhá. Rồi, cảm ơn các bác đã theo dõi clip nhá. Mọi chi tiết các bác cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại ở đầu trang của lấy tôi đưa nhá. Thì để cho các bác nhận được cái sự tư vấn từ shop, hàng ship COD đi toàn quốc, nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán tiền cho người giao hàng. Một chiếc ống nhòm du lịch, ống nhòm săn đông, ống nhòm cho anh em đi săn bẫy, quan sát, cực kỳ tuyệt vời luôn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những cái clip giới thiệu sản phẩm sau.